Nè, cầm em. Cầm đi. Cầm vậy nè. Con biết gì mà lỡ có ai giờ mẹ con biết. Tại vì tay con cầm hơi yếu. Đó, cầm bên đó. Dạ. Cầm hai tay. Ồ, đây cánh đồng luôn. Chị khám phá. Chở chị Mai học là khám phá luôn. Đó, quay vườn chuối luôn. Dạ. Nè, đường này mới đi ô tô rồi. Được không? Hơi rượu mà ổn. Ôi như là mấy cái bỏ ngoài nhé. Ủa mà sau này là đông không có khai quật đất gì cho người ba. Ba sau này là không có khai quật đất gì cho người. Cái này à? Đất này của anh, đất nào? Đất này của ai ba? Cái này chắc cũng đất của người dân thôi. Hay là gì nữa? Không biết nữa. Ủa mà sao khu này rất lớn? Khu này quan sơ ai? Luôn, cả ai biết đâu. Khu là một cái nơi mà chưa có được tươi hoa không? Mà nông dân hóa chưa có luôn, nông dân hóa cũng chưa có. Thành phố mà có cái này lạ ha. Ừ. Không? Thành phố như là cứ ngỡ như là ở học niên 1004. Học niên 1004 là sao? Cái này bây giờ chiều nè, chút tối thì thấy ghê lắm. Đang trời hoàng hôn nè. Đây như bụng lo xung quanh. Xung quanh nè. Có bật cái này nữa. Bây giờ mấy giờ? Bây giờ đang là cỡ năm gần 6 giờ, 6 giờ kém. Tối mà đi ngang cái khu này thì sao? Rất là sợ. Hả? Ở đây có mùi mã. Không, cái này là giống như một cái khu đất mà đồng cỏ Quan Du. Nè. Nơi mà trồng địa mã phục. Học viện mã phục hả? Có hả? Nè, người ta có lúc cái cây kia. Đây có ở lại. Trong đó nhà có người ta có cây cao nè. Rồi kia có hàng tre đồ đó. Y như nếu mà nhìn thì rất có giống như dưới quay hoài không? Còn vắng hơn dưới quay hoài nữa. Hả? Ờ. Trong kia nguyên một cái giờ... ơi nguyên một cái môn kìa. Ừ. Môn nè. Ô môn ngồi ở phố đẹp. Ở đằng không ngồi đằng đằng sau khúc khúc của ở trước cái đường voi sáu bự mà gọi là đông nghẹt đông mà sao lại có ở đây. Khu ăn chơi mà bậc nhất Biên Hòa mà. Đằng sau khu ăn chơi. Đằng sau khu ăn chơi lại có một cái trụ điện, một cái nhà điện. Bây sao cái nhà điện là... đó làm đó nhà cô chị hai nè trên này nè. Ui ấy là quá trời sao khuôn chơi bậc nhất đồng nhất. Rồi đi tiếp tục đi khám phá đi cầm đi xích xích lên tiếu cũng được khỏi bung ra rồi cho nó bình thường bơi rồi bắt đầu đi tiếp. Ui mày màu trời mày đẹp lắm đẹp đó ổn đẹp. Hôm qua thì đi trời mưa quá trời luôn. Với lại trời tối nữa. Đây có bán rượu. Ồ không biết ai bán rượu ai mua trời. Không. Không biết. Thì có người vô mua. Đây bán rượu bán gì lắm. Ừ. Đó. Ao rau muống nè. Lý tre làng nè. Y như quê không? Chuối đồ nữa nè. Ừ. Quanh đây chuối không? Nè, muốn quay bên nào quay? Rồi, đừng ấy lên cái kia là nó bị... Trong chỗ có cái nhà rồi, nhưng mà cái nhà nó cứ là nhà bóng hoang vậy. Đúng rồi, nhà bóng hoang sao mà cái cửa nhà bị vừa là... Trước là lấp hết rồi, nguyên cái ao rồi luôn. Cái này là nhà bóng hoang rồi, chắc là hồi xưa có là hồi xưa nó chạy giặt hoặc là nhà này đi lính hết trơn rồi. Dạ. Đây hình như là một cái chùa hoặc là cái đình. Đây là chùa đó bạn. Chùa Tam Vũ. Có quay được không? À, đúng rồi. Ôi vậy là có nhà thôi các bạn, để vắng không? Đường rất là nhiều rã luôn. Lúc này thì đồng không không bạn ui có người.
đường nào ra? Thì ba cứ đi, chắc chắn cũng có cái đường ra. Nếu mà lỡ ra quá thì đi thẳng này chắc không tới bixi là hết cùng rồi. Cửa ngay ra Vincom. Cảm mấy cua, không phải Vincom dưới kia. Mấy cua gì á, cảm cua. Đây cùng gì nè. Mày chắc phải là ngày cuối cùng của cái quán nào phải quán cơm tấm 20 tới 5 ngàn. Chắc là cũng bình dân à. Đi đường rồi nó hơi giật xíu như vậy. Đi đâu à? À rồi hiểu rồi. Đây là... à biết điểm biết rồi. Vô cái cửa để sát sát lưng ba nè. Thôi sát sát để khu nhà đã xây nhưng chưa ai mua. Hỏi không? Ra bên đường. Ra và ở trong đó với ra đây khác một trời một vực á. Yeah. Phải không? Dạ. Yeah. Cuối cùng thì đây cũng có hai nhà mua với là bị mắc. Nhưng mà mua lúc mua này cũng ít người ấy. Cũng không được. Cái này mình đã khám phá chút tối nói cho hai. Khai quật với cái mới. À, đường vô mình đi nhớ không? Ừ, nhớ. Nhớ tối mình đi ngõ này. Dạ. Lúc 2 đi ngõ này. Dạ. Trường trung học cơ sở thống nhất cơ sở 2. Đây là đường chỗ ngã ba xưởng thưa gì đó. Em thưa búa hả? Không, thưa búa là gần nhà thầy con. Thầy nào bà tán ngày hay gì nữa. Thầy tốn. Ông kêu là hết tư búa. Thầy có ông chắc ông có tư búa hay gì đó. Cái đây mình sẽ quẹo trái là mình về cái căn nhà mít. Nè, xuống đây là siêu thị. Đầu đi qua đường. Bà quay luôn hả? Quay luôn rồi. Dạ. Quay xíu nữa đi. Để anh dài. Đây qua đây là tới cơm mắt nè. Đây cái chùa mà cái chùa này giờ ta đập chắc làm sao lại quá, chắc là làm lại. Đây là cơm mắt nè. Thôi đừng qua anh đó, qua anh đó giữa á. Dạ. Quen biết rồi. Cái đó lùi vậy. Cái tay không thuận nữa. Đi thuận tay phải hay tay trái? Dạ tay phải. Ủa đi học ngay đó là có nghe xe lửa chạy qua không? Dạ có nghe tiếng xíu. Xíu à? Sao ba nhớ Linh quá vậy ba? Ai biết đâu thì tới vợ đi thôi chứ Linh. Tôi biết là Linh luôn. Rồi đang chuẩn bị đóng.
Rồi đây là khách sạn Đồng Nai. Đây khách sạn Đồng Nai. Đó, rồi đây chuẩn bị lên để săn giùm mít. Đây, cái nhà hải con. Đây phở bò 57. Ồ đông vậy. Phở bò đông rồi. Đủ nó ngon rồi. Mua cái niệm không? Được nhiêu phút rồi? Dạ 13 rồi. 15 nghĩ vậy. Thôi để chạy vòng qua bên kia đi. Được rồi. Vòng qua tới gần tới cái... Tới tay trên đó mà. Tới tay. Tới đây tới hành trình mình quẹo qua nữa là mình về tới nhà mình trăm mấy à, để cho hết luôn á, 15 phút luôn, cái mình quẹo cái mình về nhà mình luôn. 3.